Vâng, và bữa mai chắc chào bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có một cái lô mai rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 4 tấc mấy, 5 tấc, có cây 5 tấc mấy luôn ha. Gốc thì rất là mập, cây rất là mập luôn nha. Lá rất là xanh tốt ha. Đây em quay cho cả nhà xem nha. Đây là phần lá nha cả nhà. Thì em cũng xin được giới thiệu cái hoa mai của nó là cái cánh nó là từ 5 cánh trở lên nha cả nhà. 5 cánh đến 12 cánh ha. Cây đợt này rất là mập, rất là đẹp luôn nha. Rồi đây em sẽ cho cả nhà xem cái phần gốc nha. Cây cái gốc của nó thì tất cả các cái rễ thì đều được uốn rễ hết nha cả nhà. Và mỗi cây nó đều có một cái kiểu dáng uốn khác nhau ha. Đây, nó đủ kiểu hết á, nó quấn cục 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 ha. Đủ kiểu hết nha cả nhà. Thì cái cây này á là cái gốc của nó thì bằng cái đầu đũa ăn trở lên ha. Cây mập lắm, cây rất là mập luôn nha. Em nhóm cả nhà xin xem nè. Đó, cây rất là mập, rất là khỏe ha. Ở trên thì có cái tán nhánh, có một số cây là nó có cái nhánh ở trên luôn ha. Cây rất là mập nha. Cái cây này thì em bán với giá là 7.000 đồng một cây nha cả nhà. Em ship từ 30 cây và không bao phí vận chuyển nha. Đây, gốc của nó rất là mập, cây rất là mập nha. Rồi, em bán từ 30 cây trở lên và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây là mai con quấn rễ nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông ha. Rồi, xin mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.